chào các bạn ghé qua kênh Sợi Tay Đón Gió tuần này ha. Trong chương trình review sách của kênh tuần này thì mình xin giới thiệu đến các bạn một tác phẩm văn học Colombia. Tác giả là Gabriel Garcia Marquez đoạt giải Nobel văn học năm 1982 và tác phẩm rất là nổi tiếng đó là quyển Trăm Năm Cô Đơn. Không phải người ta ngừng đeo đuổi những giấc mơ bởi vì mình già đi, mà họ già đi bởi vì họ không còn đeo đuổi những giấc mơ nữa. Đó là một cái câu rất là nổi tiếng trong quyển Trăm Năm Cô Đơn mà thỉnh thoảng bây giờ bạn vẫn còn hay nghe nhắc đến rất là thường trong giới trẻ. Thì trong Trăm Năm Cô Đơn nó có những cái triết lý rất là hay như vậy. Hay là như một cái điều khác đó là quan niệm về hôn nhân thì là hôn nhân là một cái nó là một cái sự sống mà nó bắt đầu khi buổi sáng thức dậy và nó chết đi khi mà chúng ta lên giường ngủ, và vào một cái buổi sáng ngày hôm sau thì hai người đó phải gọi là nuôi dưỡng một cái tình yêu mới, chứ cái tình yêu nó không phải là một cái sự trường tồn á. Thì đó là một cái triết lý mà rất là đáng ngẫm nghĩ. Thú thật là mình đã thử đọc quyển này khi mà mình khoảng 25-26 tuổi. Cũng nghe nói nhiều là cái quyển Trăm Năm Cô Đơn thì là một tác phẩm Nobel văn học thì là kiểu là rất nặng ký rồi ha. Và cũng nhiều người nói là nó rất là khó đọc. Nên là ở cái tuổi 25-26 thì mình đã thử đọc cái quyển này. Nhưng mà mình ở khoảng trang 100 mấy chục thì mình đã bỏ cuộc, bởi vì là có thể là có những cái tác phẩm khác nó dễ tiếp thu hơn á. Và mình đã chuyển qua đọc một cái cuốn sách khác và coi như là bỏ cuộc với Trăm Năm Cô Đơn, và kéo dài khoảng một cái thời gian rất là dài luôn á. Thì với bạn bè mà nghe ai mà hỏi là có đọc Trăm Năm Cô Đơn hay không thì mình nói là thú thật là với tác phẩm đó mình đã bỏ cuộc rồi, mình không có đủ sức tiếp cận nó. Nhưng mà thời gian vừa rồi thì mình đã tình cờ thôi là thử đọc lại, và chắc là do cái tuổi hay sao á, cảm thấy là những cái trang sách nó thu hút được mình, cái câu chuyện nó giữa cái câu chuyện với cái cảm xúc của mình nó có một cái sự tương tác với nhau á, làm cho mình ở lại với trang sách và mình đã đọc được. Mình đã đọc xong Trăm Năm Cô Đơn, vậy thì mình có hiểu, đủ sức hiểu hết Trăm Năm Cô Đơn hay không? Thì mình nói là không. Nhưng mà mình tiếp nhận được nó ở một cái mức độ nào đó và cảm thấy nó thu hút, và cảm thấy là trong mình có những cái cảm xúc với nó. Thì mình với một cái tác phẩm văn học có giá trị về mặt văn phong, có giá trị về mặt nội dung và đủ sức thu hút người ta có thể đọc đi đọc lại nhiều lần, thì mình cảm thấy tác phẩm đó thực sự là thú vị á. Thứ nhất, những điều mà mình nghĩ là thật sự rất là khó khi mà bạn đọc Trăm Năm Cô Đơn mà bạn cố gắng nhớ được tên của hết tất cả các nhân vật, rất là khó nha. Với mình thì có lẽ là cái lần đầu tiên mình đọc là mình đã lúc đó còn trẻ nên đã rất là kỳ vọng là là mình phải hiểu hết được cái mạch truyện và hiểu hết được những cái nhân vật, và mình cái cảm giác nó bị rối khi mà theo dõi bị rối thì làm cho bị ao cho ra không đọc được. Thì khi mà đọc ở cái độ tuổi này thì mình chỉ tiếp nhận về nội dung là những cái nhân vật, những cái sự kiện nó tương tác với cái cảm xúc của mình, hay là nó có một cái sự tương đồng với những cái hồi ức của mình á, làm cho mình cảm thấy được đồng cảm, hay là mình cảm thấy được gợi nhớ những cái ký ức tuổi thơ, hay là những cái trải nghiệm mà mình có, và cái sự thu hút, cái sự tương tác của nó vô những cái trải nghiệm của chính bản thân mình, nó mới là cái yếu tố làm cho giữ cái người đọc ở lại với cái trang viết trong
Trăm năm cô đơn. Chứ nếu như mà mới với Trăm năm cô đơn mà có một cái sự kỳ vọng là ồ mình sẽ nhớ hết tên của 60 nhân vật trong cái gia tộc này, và mình sẽ có thể hệ thống được cái gia phả 7 đời của cái nhân vật, của những cái nhân vật trong cái câu chuyện này một cách rất là mạch lạc trong quá trình mình nghe, thì mình nghĩ là với một cái tham vọng như vậy thì chắc là bỏ cuộc với Trăm năm cô đơn thôi. Thì có rất là nhiều bạn nói là ồ khi đọc Trăm năm cô đơn thì bạn phải cầm cái hệ thống gia phả 7 đời do những cái fan một sách lập nên cho cái quyển Trăm năm cô đơn, và để biết được là à tác giả đang nói về cái nhân vật nào trong cái hệ thống 7 đời gia phả của cái gia tộc này. Thì mình đã không đọc Trăm năm cô đơn với cái kiểu mà hơi bị chấp về cái hệ thống và bắt buộc mình phải theo dõi cái câu chuyện như vậy. Mình cứ để cho cái mạch truyện hay là những cái câu chuyện từng nhân vật trong cái gia tộc đó nó cuốn mình theo cái sự kỳ thú, cái sự thu hút, cái sự hấp dẫn của những cái nhân vật đó, cuốn mình theo những cái câu chuyện rất là cá tính của từng nhân vật. Và cảm thấy là hào hứng với cái câu chuyện đó thì mới đọc được cái tác phẩm này. Mình không hiểu được hết Trăm năm cô đơn bởi vì mình nghĩ là cái tác giả này thì cái tầm vóc của ổng cũng như là Hemingway vậy đó. Một cái con người Hemingway hay là Andersen nhỉ? Một cái con người mà trong cái bản chất của họ đã ở một cái tầm có cái tri thức rất là lớn rồi á, gọi là cái tầm của họ thì không phải cái tầm của mình, nghĩa là họ ở mức có thể là chạm vào những cái chủ thuyết xã hội á, họ hiểu cái kết cấu của xã hội ở cái mức tư duy của họ nó rất là cao á, thành ra là những cái gì họ viết ra ở trong cái nội tâm của họ đi ra là mình không có cảm nhận được hết, mà mình nghĩ là ở mức độ cũng kiểu như là những cái thiền sư á, người ta đã ở một cái mức rất là trên cao và người ta nhìn xuống cái cuộc đời, những cái diễn biến ở dưới này của ở cái người ở cái tầng trên cao đó. Thành ra mình chỉ có hiểu mình đang đứng ở dưới á, mình đang đứng ở dưới, cái sự hiểu biết của mình đang đứng ở dưới, và thành ra dưới cái những cái triết lý và những cái ngôn từ của cái tác giả trong cái tác phẩm này, mình chỉ có thể là hiểu ở một cái mức độ nào đó mà mình có thể cảm nhận được thôi, chứ không thể hiểu hết được. Thì trong Trăm năm cô đơn nó có những cái triết lý rất là đáng suy ngẫm, mà nó không có đưa ra cái dạng là những cái câu nói suông như là ở trong Nhà giả kim, hay là đưa ra những cái học thuyết suông, hay là những cái chủ thuyết nghe rất là hay ho, nhưng mà nó không có dính tới cái diễn biến câu chuyện hay là cái bối cảnh của nhân vật, mà là những cái chủ thuyết đó nó bật lên trên một cái nền thực tại, và cái những cái nhân vật sống và họ trải nghiệm, và nó mang cái câu chuyện của họ. Thì trong những cái thế hệ của dòng họ thì kể chuyện nó mang cái tính vòng tròn á. Thành ra mình nói là cái tác giả này cũng như là Andersen hay là Hemingway là vậy, có cái tính thiền học. Nội dung của Trăm năm cô đơn là nó kể về câu chuyện của gia tộc Buendia sống trong một cái làng gọi là làng Makoro. Cái gia tộc này có một cái đặc điểm là họ là những cái con người rất là xuất chúng và rất là khác thường. Và cái ngôi làng Makoro này là cái ngôi làng được lập nên bởi cái người trong cái gia tộc Buendia này, là bởi vì cái gia tộc này nó có một cái đặc tính truyền thừa rất là đặc biệt là họ yêu đương và họ kết hôn cùng huyết thống với cái người trong dòng họ của họ với nhau. Thì mình nghĩ là bởi vì họ rất là đặc biệt á,
họ là những cái người rất, nếu mà nữ thì thật sự là rất là xinh đẹp và có sức hút, và đàn ông thì rất là thông minh và có tài năng. Và bởi vì là họ đều đẹp này, đều xinh và đều tài giỏi, và trong cái làng đó thì có thể là có những cái thanh thiếu niên khác, nhưng mà họ không có đặc biệt, họ không có cái sức hút như cái người trong cái gia tộc của họ. Thành ra những cái người gia tộc trong cái gia tộc này khi mà lớn lên á, họ cứ lớn lên trưởng thành và có cảm xúc thì họ lại có cảm xúc với người cùng huyết thống với mình thôi, bởi vì tài năng và đẹp thì vì họ thấy nhau và họ thích nhau thôi. Và cái gia tộc này bắt đầu từ một cái đời đầu tiên, Bonia đời đầu tiên là một cái người con trai rất là khỏe mạnh và giỏi giang ha. Thì anh này thích một cái người cùng huyết thống với mình, nhưng mà hai gia đình thì ngăn cản nhau, bởi vì họ sợ là khi mà hai người cùng huyết thống mà kết hôn với nhau thì sinh con ra nó không có được khỏe mạnh đó. Nhưng mà bởi vì ảnh thích cái cô này quá nên là ảnh nhất quyết là phải kết hôn với cái cô này, dù cho là con cái của họ có như thế nào. Thì hai người kết hôn, nhưng mà cô gái thì cũng rất là sợ, thành ra không có cho chồng ngủ chung á. Thì cái điều đó gây ra một cái sự dèm pha ở trong cái ngôi làng mà họ đang sống, là anh này ảnh có cái vấn đề về về khả năng làm con trai á. Thành ra trong một cái cơn say á, mà ảnh nghe người ta bàn tán về cái điều đó thì ảnh vô cùng là tức tối, và xảy ra một cái sự gọi là đánh nhau á, và ảnh đã không có kiềm chế được á, và giết người. Và khi đi về thì quyết tâm là ngủ với vợ của mình, là cưới lâu rồi nhưng mà không có được tiếp xúc gì hết. Thì sau đó thì mặc cảm, hai người có một cái mặc cảm là cũng có tội lỗi á, thì người con trai này mới đưa vợ của mình đi đến cái làng Makondo, là một cái vùng xa xôi hẻo lắm, để lập nên một cái ngôi làng. Và họ là hai cái người rất là giỏi giang và giống như là tộc trưởng của cái làng đó. Thì đây là văn học Colombia, và tác giả thì đã xây dựng cái ngôi làng này là một cái ngôi làng tưởng tượng thôi, chứ là một cái ngôi làng đó không có thật trong cái địa lý của Colombia. Nhưng mà hồi nhỏ thì tác giả có sống trong một cái ngôi làng, và tất cả những cái diễn biến hay là những cái người trong gia tộc của nhà văn thì đã làm nên cái chất liệu để ông viết nên cái tác phẩm Trăm Năm Cô Đơn và cái làng Makondo này. Thì cái sự thu hút của Trăm Năm Cô Đơn với mình á, là bởi vì khi mà mình đọc á, thì mình không có cảm thấy nó giống với bất cứ cái quyển nào mà mình đã đọc trước đây. Nó không giống Sông Đông Êm Đềm nha. Sông Đông Êm Đềm là một tác phẩm văn học mà Nga Xô Viết mà cũng đoạt giải thưởng Nobel văn học á, dài 18 quyển. Thì mình có đọc Sông Đông Êm Đềm rồi, nhưng mà nó cũng là diễn ra, mọi việc diễn ra trong một cái làng, cũng có những người con trai lớn lên yêu những cái cô gái trong làng, rồi sống thế này thế kia, và chiến tranh diễn ra như thế nào. Nhưng mà Sông Đông Êm Đềm thì nó là văn học hiện thực, hoàn toàn là hiện thực. Còn cái Trăm Năm Cô Đơn này nó là hiện thực huyền ảo. Hiện thực huyền ảo nghĩa là nó vừa có tính thần thoại, vừa có tính hiện thực ở trong đó. Kiểu như là có những cái người con gái của cái gia tộc này, họ xinh đẹp đến mức mà ai nhìn cũng thích và cũng muốn làm cái gì với cô gái đó. Nhưng mà hả, cứ đến với cái cô gái đó là cái người ham mong muốn có được cái cô gái đó là xảy ra chuyện, và gọi là không giữ được mạng sống đó. Và cái cô gái đó cuối cùng là bỗng nhiên một ngày bay lên trời. Hay là những người cái con trai mà rất là xinh đẹp, rất là xuất chúng, và đi trước khi xuất hiện thì có những cái con bướm, những cái đàn bướm nó bay ra, nó xuất hiện trước. Cái kiểu nó rất là, những cái chi tiết nó mang tính thần thoại như vậy á. Và những cái nhân vật 60 người trong cái gia tộc của cái
dòng họ này thì đều là những cái người mà có những cái nét rất là lạ lùng như vậy, như là những cái cô gái mà bị ăn đất, cứ mất trí nhớ và ăn đất, và có những cái căn bệnh rất là lạ lùng, như là bệnh mất trí nhớ. Thì với những cái bệnh này thì mình cũng nhớ là trong cái quyển trong trên trên sa mạc và trong rừng thẳm á, nó viết về châu Phi á. Cái quyển này mình có review trên kênh rồi, đó là nó viết về những bộ tộc châu Phi mà có cái căn bệnh là họ ngủ, họ không không chết nhưng mà họ cứ phải ngủ như vậy á, ngủ như là bị chết vậy đó, nhưng mà không có chết. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì họ ngủ đến mức mà họ bị điên loạn và họ kết thúc cái cuộc sống thôi. Còn trong cái làng này thì có cái căn bệnh gọi là bệnh mất trí nhớ, và họ cứ thức thôi. Trăm năm cô đơn là có cái căn bệnh kiểu đó, là họ cứ thức suốt và họ cứ làm việc suốt, họ cứ sinh hoạt suốt như là giống cái ma cà rồng á, giống ma cà rồng trong Chạng Vạng á. Và từ từ thì họ xảy ra cái hiện tượng mất trí nhớ. Thì trong cái làng Macondo này có những cái căn bệnh nó lạ lùng như vậy á, thì bạn sẽ bị thu hút vô mạch truyện bởi vì những cái câu chuyện hiện thực nhưng mà nó pha lẫn thần thoại ở trong nó. Thì mình thấy là nó cái chất liệu hiện thực nó vẫn nhiều hơn cái kiểu Kafka bên bờ biển của Murakami nha. Murakami với Kafka bên bờ biển hay là với 1984 thì nó cái tính kỳ ảo của nó cao quá, làm cho mình cảm thấy có vẻ gì đó không thật. Còn Trăm Năm Cô Đơn thì nó thần thoại nhưng mà cái hiện thực nó có vẻ nhiều hơn và làm cho mình tin là những cái câu chuyện nó giống như là dân gian á. Và có những cái ngôi làng hình như là trong những cái dòng họ nào nó cũng có cái hiện tượng lạ như vậy á. Giống như là trong làng Makodo này thì cái gia tộc này có những người con gái mà họ cảm ứng được với tương lai nha. Họ dự đoán được số phận của những người trong gia đình mình. Thì nghe nó hơi kỳ ảo đúng không? Nhưng mà nó thực ra thì trong đời sống cũng có những cái thứ lạ lùng như vậy á. Và đó là những cái điều rất là thú vị trong cái tác phẩm này. Có một quyển mà mình review trên kênh rồi, đó là quyển Âm Trăm Tuổi Trèo Qua Cửa Sổ Và Biến Mất. Thì khi đọc quyển này thì mình cũng có cảm thấy nó cũng nặng ký về tính hiện thực như vậy. Nhưng mà có nhân vật là mình tự nhiên mình nhớ là bởi vì trong Trăm Năm Cô Đơn thì cũng có một nhân vật tên là Người Đẹp, giống như là quyển Ông Trăm Tuổi Trèo Qua Cửa Sổ á, và miêu tả kiểu như vậy. Nhưng mà Ông Trăm Tuổi thì nó hiện thực nhiều hơn. Còn quyển này thì nó lại theo một cái kiểu khác vậy đó. Và khi mà đọc quyển này thì cái điều mình nhớ nhất là mình lại nhớ đến những cái chuyện kiếm hiệp này, chuyện kiếm hiệp của Kim Dung, hay là những cái chuyện như là Tam Quốc Diễn Nghĩa của bên Trung Quốc á. Nó làm cho mình nhớ là bởi vì hồi xưa mà mình đọc Tam Quốc á, là mình đọc trong một cái sự hệ thống, phải ngồi hệ thống lại nhân vật, nghĩa là đọc trang sách là phải có một cái cuốn tập kế bên là phải ghi là bên đây là nhân vật như thế nào, đời như thế nào, trải như thế nào, bên này bên giặc bên bên nhà nước nào gồm những cái nhân vật gì, thì mới mỗi lần mà chuyển biến sang cảnh khác thì mới nhìn lại là họ đang nói về cái gia tộc nào trong một cái mặt trận bao la như một cái ma trận nhân vật như vậy. Còn trong Năm Cô Đơn là mình gọi là lúc mà đọc là mình không hề nhìn cái bảng gia phả bảy đời dòng họ của họ luôn á, và mình chấp luôn, gọi là chỉ đi theo cái mạch truyện thôi. Và sau khi đọc xong thì mình thật sự là mình cũng chả biết là cái nhân vật đó là thuộc vào cái thế hệ thứ mấy luôn, bởi vì ở Colombia, trời ơi, hồi đó mình đọc Sông Đông Êm Đềm là mình đã rất là khủng hoảng với Sông Đông Êm Đềm, là một cái tên thì nó dài tới 3-4 hàng như vậy nè. Và nhìn một hồi trội không hiểu được người Việt Nam thì là họ trước tên sao không? Còn cái người Soviet thì mình cũng không biết là cái tên của họ nó nằm ở cái khúc nào, khi mình nó dài thòn lòn 3-4 dòng như vậy luôn á. Còn ở Colombia thì mình mới phát hiện ra là họ có cái cách đặt tên rất là vui, đó là ông nội là tên này gì, khi mà họ sinh ra một đứa con và họ cảm thấy đứa con đó nó mang cái đặc tính của ông
ông nội hay là bà ngoại của bé thì họ sẽ lấy cái tên của ông mình hoặc là bà mình hoặc là người trong gia tộc của mình để gọi cái đứa bé đó. Và bảy đời, và nếu mà bạn thấy là cái ông đầu tiên ông tên này xong rồi, ông nhà văn này ông tử tế là ông viết theo trình tự thời gian nha, là đầu tiên là cái anh này lấy chị này, sau đó đẻ ra vòng và cái cuộc đời của những người đó hay là sao, nhưng mà nó chạy theo trình tự thời gian. Nhưng mà khi mình nghe mình bị rối luôn, là bởi vì ủa nhân vật này ở đầu tiên mình sao giờ một cái thằng cha nữa tên Yên vậy, cái câu chuyện khác nó như vậy á, nghĩa là họ 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 đặt tên con của người Việt mình thì đặt tên thì né là ông bà cố nội ra đúng không, đặt tên là đặt tên cho một thằng con là phải ngồi nhớ ra coi là nó có phạm quý khỏi là người bà con bên nội bên ngoại gì không thì né ra, còn không cái người Colombia vậy nè, họ thích ai, họ mang ơn với ai, họ thấy cái đứa nhỏ này họ muốn kỳ vọng nó có những cái đặc tính nào của ông bà cố nội của họ thì họ lấy cái tên đó họ lắp vô đứa nhỏ. Và trời, ông kể chuyện mình cũng không biết là ông đang nói về cái thằng ông nội nó hay là đang nói về nó luôn á, nó rối như vậy á. Mình nói là đây là một cái quyển sách mà nó chạm vào những cái hồi ức và những cái trải nghiệm của bản thân mình, nên là mình bị thu hút vào nó và mình bị theo dõi, và mình theo dõi được cái mạch truyện là bởi vì nó có những cái câu chuyện như là những cái người phụ nữ trong gia đình là những cái người mà lưu giữ những cái ký ức của cái dòng họ của họ, như là những cái người đàn ông sinh ra và họ đi chiến trận và họ đi vào đời và họ đi ra thế giới, và cái những đứa con của cái gia tộc này họ bao phủ khắp nơi, và có thể là họ người của gia tộc á cũng không biết hết, nhưng mà trong gia tộc này có một cái người mà họ ghi chép lại những cái đứa con quay lại và tìm về cái gia tộc gốc của mình, là bởi vì có những cái người con làm tới chức đại tá và rất là giỏi giang, thành ra khi mà cái người đại tá này bị nhốt vào ngục và chuẩn bị hành quyết á, thì cái đất nước nó có một cái truyền thống rất là lạ lùng, đó là những cái người bố mẹ thì rất là muốn con gái mình, không phải muốn con gái mình là lấy được danh gia vọng tộc hay là kết hôn để mà hạnh phúc sống với chồng, hay mà họ là có một cái mong muốn là đứa con gái của mình sẽ sinh ra đứa con mà mang huyết thống của một cái người anh hùng. Thành ra cái người đàn ông mà bị nhốt vào và sẽ chuẩn bị đi hành quyết vào một ngày nào đó, thì mỗi đêm anh ta đều được là những cái người bố mẹ có con gái bên ngoài gửi con gái vào trong ngục á, để ngủ, để sinh ra những cái đứa con mà có một cái khí chất rất là oanh liệt như cái người đàn ông này á. Thành ra khi mà một cái lớp người trưởng thành rất là đàn ông rất là khỏe mạnh từ khắp nơi để đổ về để tìm về cái nguồn cội của mình á, thì cái đặc tính của cái dòng họ này là cô đơn, trăm năm cô đơn, mà người của cái dòng họ này là đặc biệt là rất là cô đơn. Họ lớn lên họ cũng khỏe mạnh, họ cũng có ham muốn, họ cũng muốn kết hôn, họ cũng theo đuổi người này người nọ, nhưng mà giống như là một cái cách rất là lập dị á, là họ có một cái sự hướng nội rất là lớn. Thì mình nghĩ là nó có rất là nhiều ngụ ý mà mình không thể nào hiểu hết được đâu. Đó là thôi mọi người tự đọc và tự cảm nhận đi ha, bởi vì mình nói có thể là có những cái thứ mà mình chưa có hiểu, vẫn chưa hiểu tới, mình chỉ đọc nó như là một cái lý luận của một cái người mà họ ở ở một cái tầm cao rồi họ viết xuống, thì mình nói lại thì nó sẽ không hay hơn là khi mà bạn đọc và bạn tự cảm nhận á. Thì cái việc mà những cái người con trai đó đi tìm về, đến về lại với cái dòng họ của mình, và được cái người bà trong dòng họ để ghi lại từng cái đứa tên những đứa con trong gia phả, và cái người ta nói là đặc tính của cái dòng họ này được nhận biết ngay là những cái đứa trẻ đó nhìn vô là thấy cái chất cô đơn của nó, cái chất gọi là bây giờ gọi là hướng nội không nhỉ, mình cũng không biết nữa, không biết dùng từ như thế nào cho chính xác,
Tại vì những cái người này thực ra họ rất là tài năng và họ có cái máu thống lĩnh á, nên cũng thể gọi là hướng nội đúng không? Gọi là tộc trưởng của một cái tộc, hay là khi mà đi ra chiến trường thì luôn là một cái người mà lãnh đạo á. Có những cái đứa cháu mà những cái người này thừa hưởng cái nền giáo dục của dòng họ mà gọi là học để làm linh mục luôn á, gọi là những cái người mà dẫn dắt về tinh thần cho cái cộng đồng của mình á, thì những cái người đặc biệt như vậy. Thì cái gia tộc này khai sinh ra cái làng và họ trải qua 7 đời và cái ngôi làng đó đi qua rất là nhiều cái chuyển biến, và cái gia tộc đó nó cũng đi qua rất là nhiều chuyển biến, và cái kết thúc cuối cùng nó giống như là một cái vòng tròn vậy. Nó có rất là nhiều triết lý trong đó. Thì khi mà mình đọc thì cái cảm giác, bởi vì là mình sống với bà hay là mình cũng sống ở một cái miền quê, và trong cái câu chuyện gia đình nó cũng có những cái diễn biến kiểu mà con cái ở khắp nơi á, và khi mà quay về thì mỗi mỗi người một kiểu á. Thành ra khi mà đọc cái quyển Trăm Năm Cô Đơn ở cái lứa tuổi này thì mình cảm nhận được được mình nghĩ là mình cảm nhận được nhiều hơn, và mình có thể ở lại với cái mạch truyện và mình thấy được nó hay, chứ hồi trẻ là mình không đọc được. Thì mình nghĩ là cái quyển này mỗi cái độ tuổi khi mà đọc được sẽ nghiệm ra được những cái điều khác nhau á. Như mình thì mình cũng chỉ là cảm nhận bằng cái hồi ức của mình thôi, như là những cái người con trai này đi làm lễ thì khi mà linh mục mà chấm nước cho lên để làm lễ thì cái nước cho đó không có bay màu trên những cái người con trai mà đi tìm về gia tộc của mình, và giống như họ có bị một cái ấn về dòng họ, và nó cũng xảy ra một những cái chuyện nó như kỳ ảo á, như là chiến tranh nổ ra thì những cái người thanh niên tham gia chiến trận thì tất cả những cái người con của cái gia tộc này là cứ đi vào trận chiến thì không về được nữa, giống như là có những cái lời nguyền gì đó mà họ thực sự là xuất sắc, họ thực sự là vượt trội hơn những cái người khác, nhưng mà cái gia tộc này có những cái điều nó không thể tránh được á. Thì một cái đặc tính của cái gia tộc Cô Đơn này đó là những người con trai và những người con gái họ có một cái sự thu hút, bị thu hút lẫn nhau khi mà họ trưởng thành. Giống như là đời đầu thì một người anh họ cưới một người em họ và họ sinh ra hai người con trai và một người con gái. Thì hai người con trai này cùng thích một người phụ nữ, và cái người phụ nữ này sinh ra một đứa con trai, và cái đứa con đó lớn lên thì nó lại yêu cô của nó. Nghĩa là hai người con trai, một người con gái, hai người con trai này sinh có một người con trai thì nó lại yêu cô của nó để sinh ra một thế hệ sau. Nghĩa là tất cả 7 thế hệ của cái gia tộc này thì có một cái quan hệ huyết thống yêu đương nó đan xen, nó ràng buộc như vậy á, rất là lạ lùng kiểu như vậy. Thì câu chuyện nó thú vị bởi vì là cái người đàn ông và cái người phụ nữ này ra lập làng, và cái làng nó mang một cái tính xã hội và cái tính chính trị rất là cao, nên là nó có giá trị về mặt hiện thực. Đó là cái cách người đàn ông tài năng này thiết lập cái ngôi làng của mình và vận hành nó như thế nào. Và khi mà nó giống như là cái người Việt Nam của mình á. Bởi vậy mình nói là khi mà đọc thì mình cảm thấy nó giống người Việt mình mà hồi xưa mà từ ở miền Trung rồi xong chiến tranh rối ren rồi có những cái gia tộc mà từ miền Trung họ đưa con vào miền Nam này để mà gọi là khai hoang lập đất á, và dựng nên những cái gia tộc mới ở trong miền Nam này. Thì trong cái Trăm Năm Cô Đơn với cái làng Makodo này nó cũng kiểu như vậy á, và cái cách thiết lập làng nó xem nó cũng rất là giống nhau, nó có nét tương đồng, thành ra mình cảm nhận được là giống như là cái hơi thở hiện thực trong cái tác phẩm này, và nó có ảnh hưởng, có cái sự đồng cảm trong đời sống của mình á.
Thì khi mà lập làng được một cái ngôi làng đang vận hành rất là ổn với cái đời sống của người dân rất là hạnh phúc, thì ở đâu đó nhảy lên một cái ông chính quyền và yêu cầu là phải đặt ra các thuế má, rồi áp đặt quyền lực, rồi chịu ảnh hưởng của quân đội thế này thế kia trên cái ngôi làng đó. Thì những cái người mà lập nên cái làng này họ phải có những cái cách giải quyết rất là cứng rắn và gọi là người nông dân nổi dậy nhờ, giống như là trong đất rừng phương Nam mà mình những cái tác phẩm văn học của Việt Nam đó, nó cho thấy một cái giai đoạn mà ổn định đời sống ở miền Nam, tất cả những cái gì mà mình đã trải qua rồi á, thì trong cái quyển này mình sẽ tìm thấy cái điểm tương đồng khi mà họ lập làng và giữ nên cái ngôi làng đó. Thì nó không có nặng về cái tính hiện thực như trong Sông Đông Êm Đềm, thành ra cảm thấy nó rất là dễ chịu á, và nó hơi kỳ ảo, thành ra mình cảm thấy nó rất thu hút á. Thành ra nếu hỏi giữa cái quyển này và quyển Sông Đông Êm Đềm thì mình vẫn cảm thấy là cái quyển này nó thu hút hơn là cái quyển Sông Đông Êm Đềm so với cảm nhận riêng của mình nha. Thì mình nghĩ là cái quyển này nó thu hút và nó dễ đọc đi đọc lại hơn. Xong trong em này mình đọc một lần thôi mà mình không dám đọc lại nữa, nó dài quá, đến 18 quyển nó dài quá, và mình đọc một lần cho biết thôi chứ mình không có dám đọc lại luôn á. Điểm thú vị của truyện nữa bên cạnh cái dòng họ Bunia là văn hóa Yi Gang và cái nền văn minh của những cái người Yi Gang này mang lại. Thì trong cái ngôi làng Makondo của cái gia tộc Bunia này á, thỉnh thoảng sẽ có những cái người Yi Gang ghé qua, và họ người Yi Gang họ đem đến giống như là những cái giải trí như là xiếc đồ này kia, và họ đem đến cả những cái tiến bộ khoa học để mà đến những cái vùng đất xa xôi hẻo lánh, họ biết tới những cái tiến bộ khoa học đã đến đâu rồi á. Giống như là nước đá thì được làm như thế nào nè. Thì khi mà đọc quyển này thì bạn sẽ biết được cái mốc thời gian của những cái người ở cái vùng này họ tiếp cận được với nền văn minh, như là nước đá thì như thế nào, hay là nơi cái xe lửa đi qua, thì khi mà họ đón cái đoàn xe lửa đi qua lần đầu tiên cái nền văn minh đến đó, thì giống như là gọi là những con quái vật đang đang những con đang những con rồng đang đến phun ra những cái cuộn bụi và khẹt ra khói vậy đó. Thì trong những cái ngôi làng này, cái sự gọi là tiếp cận với văn minh nó kiểu đến chậm một nhịp so với cái thế giới bên ngoài kiểu như vậy á. Và khi mà đọc thì nó rất là thú vị, giống như là nó cũng là một cái hồi ức của tất cả những cái gì mà hồi tuổi nhỏ có thể là có những điều mình chưa biết, và khi mà cái điều đó đến thì mình đã chào đón nó với một cái cách như thế nào. Như là hồi xưa thì mình sống trong một cái vùng quê và nó không hề có điện, và từ từ thì cái điều đó đã đến và mọi người đã tiếp nhận nó như thế nào, hay là chiếu phim thì như thế nào á, thì những cái người mà được dồn ra sân để, gọi là một cái sân chung để xem những cái buổi chiếu phim đầu tiên á, thì nó làm cho mình nhớ đến những cái hồi ức tuổi thơ của mình là hồi tuổi nhỏ thì ở quê mình cũng được xem những cái buổi chiếu phim đầu tiên nó như thế nào, hay là những cái buổi mà xem cải lương ngoài trời nó như thế nào á, hay là ở quê mình hồi xưa cũng có những cái đoàn xiếc về mà họ làm xiếc xong rồi họ bán những cái dầu đồ này kia, hay là có xiếc thú đồ này kia. Thì khi mà đọc tác phẩm này thì giống như là một cái sự ôn lại những cái hồi ức tiểu tuổi thơ, và mình tìm lại được những cái hồi ức đó. Thứ nhất là về bên ngoài xã hội, và thứ hai là về cái sự kết nối, hay là ở trong cái gia tộc của mình có thể cũng có những cái điều tương tự như là trong cái dòng họ này, đó là cái sự nhận biết về huyết thống và cái sự tiếp nhận những cái huyết thống trở về. Có thể là những cái đứa con nó đi rất là xa, nhưng mà những cái đứa trẻ được sinh ra và nó không có biết gì hết, nhưng mà khi nó trở về cái ngôi làng Makondo này và nó nhận cái dòng họ Bunia, thì nó có một cái căn phòng
trong cái ngôi nhà, trong cái ngôi làng này, trong cái ngôi nhà này, và họ nó được đương nhiên coi là một cái thành viên của cái gia tộc đó, và nó được tiếp đón rất là nồng nhiệt, và những cái người anh em trong cái gia tộc đó như có một cái sự gắn kết về huyết thống á. Cái này những người mà có thể là sinh ra ở quê như mình thì mới hiểu được, hiểu được cái kiểu mà sự kết nối của huyết thống, nghĩa là có thể họ gặp được một lúc mà họ gặp trong lần đầu tiên, nhưng mà họ là một người trong trong một gia đình đó. Cái cảm giác tin tưởng hay là có thể đặt lòng tin ở cái người này, hay là họ là một cái phần gì đó trong cái gia tộc của mình đó. Cái sự kết nối nó rất là nhanh đó. Thì khi mà mình đọc những cái trang viết này, có nó làm cho mình có một cái sự cảm động á. Các bạn đọc Trăm Năm Cô Đơn thì các bạn bị ấn tượng những cái điều gì? Mà mình nghĩ là mỗi người với một cái hồi ức và một cái trải nghiệm khác nhau thì sẽ bị ấn tượng bởi những cái nhân vật khác nhau. Tại vì đến 60 nhân vật lận mà những cái câu chuyện nó rất là khác, thì mọi người mình sẽ nghĩ là sẽ bị lay động hả? Sẽ bị gọi là cảm cộng hưởng về cảm xúc ở một cái nhân vật nhất định á. Về sự kiện thì mình nghĩ là có một cái sự kiện mà mình đọc mà mình cảm thấy rất là thú vị, đó là cái ngôi làng Macondo này thì người dân họ rất là chân chất, rất là đơn thuần á. Thành ra khi mà cái buổi chiếu phim đầu tiên á, là khi mà xem một cái bộ phim điện ảnh thì cả ngôi làng khóc lên và vô cùng thương tiếc cho cái nhân vật trong đó bị chết đi á, và cảm thấy tất cả những cái giá trị nhân văn hay là người ta muốn truyền tải trong cái tác phẩm điện ảnh nó tác động rất là lớn lên cái người dân trong làng. Nhưng mà khi cái buổi chiếu phim khác diễn ra thì cái nhân vật chính mà hồi xưa đóng cái bộ phim trước á, diễn viên á, xuất hiện trong cái phim này và đóng bộ phim khác với một cái nội dung khác, thì một người dân họ phản ứng rất là dữ dội, đó là họ bùng nổ lên và họ không có chấp nhận được cái sự thật là cái thằng đó nó đã chết. Nó đã chết rồi, cái cuộc đời nó đã kết thúc rồi ở cái bộ phim trước, ở trong một cái câu chuyện trước, tại sao bây giờ nó lại sống ở một trong cái câu chuyện này, nó là một cái người này, cũng là cái thằng đó mà, đúng không? Và họ tẩy chay cả phim ảnh luôn, không chấp nhận được, không ai thèm đến xem phim á. Nghĩa là cái người dân trong làng họ rất là dễ thương như vậy á. Họ không có chấp nhận một cái nghệ thuật nó lừa dối như vậy, là nam diễn viên đó, nữ diễn viên đó, bữa trước đóng cái phim trước rõ ràng là chết rồi, hay là rõ ràng là yêu đương với người khác rồi, tại sao trong phim này lại xuất hiện và yêu đương thằng khác và là một cái cuộc đời khác á. Không thể nào chấp nhận được cái điều đó và họ tẩy chay phim ảnh luôn. Thì mình khi mà mình đọc những cái chương này mình cảm thấy rất là thú vị á. Hay vậy ha, hy vọng là bạn cũng có một cái cách thử tiếp cận với tác phẩm Trăm Năm Cô Đơn. Mình nghĩ là cứ đọc vào và đừng có kỳ vọng là nhớ được tên của tất cả các nhân vật hay là hiểu được trình tự của tất cả những sự kiện nó diễn ra theo thời gian như thế nào. Cứ để cho cái mạch truyện nó cuốn mình đi và dẫn dắt cảm xúc của mình thì Trăm Năm Cô Đơn mình nghĩ là nó sẽ để lại một cái cảm xúc thú vị cho bạn á. Hi, cảm ơn các bạn đã ghé qua kênh Stay Đón Gió tuần này để lắng nghe cái phần chia sẻ cảm xúc của mình về quyển sách Trăm Năm Cô Đơn của tác giả Gaben Garcia Marquez, một tác giả đoạt giải thưởng Nobel Văn học năm 1982 ha. Chúc các bạn một tuần vui vẻ, hẹn gặp các bạn trong những chương trình sau. Bye bye.